ở chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp. Vừa qua, Bộ Công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn thủ đoạn phạm tội mới của một số đối tượng sử dụng công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tại Việt Nam. Bộ Công an thông báo về thủ đoạn phạm tội này của các đối tượng đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong cả nước để nâng cao cảnh giác, tránh để các đối tượng lợi dụng sơ hở, chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng là bằng việc tấn công xâm nhập qua lỗ hổng bảo mật của các website. Các đối tượng đã chiếm quyền kiểm soát admin của hàng trăm trang web đánh cắp dữ liệu thông tin hoặc xâm nhập trái phép hệ thống máy chủ của một số doanh nghiệp kinh doanh loại hình dịch vụ ví điện tử rồi từ đó thực hiện các giao dịch mua bán chiếm đoạt nhiều tỷ đồng điều đáng nói với những website không thể tự tấn công xâm nhập được đối tượng trong vụ án đã thuê các hacker nước ngoài ra quét lỗ hồng website tấn công chiếm quyền điều khiển để đối tượng sử dụng vào mục đích chiếm đoạt dữ liệu sau khi chiếm được quyền điều khiển tài khoản quản trị admin của các website các đối tượng tạo khống số dư cho một số tài khoản tạo ra trước đó và sử dụng để mua thông tin thẻ cào các loại quá trình tiêu thụ thẻ cào trộm cắp được các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại rác liên lạc với các đại lý mua bán thẻ cào các đại lý gạch thẻ để bán nhanh với tỷ lệ chiết khấu cao hơn so với giá chung trên thị trường sau đó tiền sẽ được các đại lý chuyển về nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau do các đối tượng nắm giữ